Thưa quý vị và các bạn, vụ dứa năm nay, người dân Bỉm Sơn, Thanh Hóa được mùa được giá, có lãi lớn. Tranh thủ thời tiết thuận lợi, gia đình bà Đỗ Thị Tuyết ở phường Bắc Sơn, thị xã Bỉm Sơn đang thuê nhân công thu hoạch dứa để nhập cho thương lái. Năm nay, cây dứa đạt năng suất cao, quả to, mẫu mã đẹp. Mỗi quả dứa chính vụ đạt trọng lượng khoảng từ 0,8 đến 1,4 kg, năng suất 60 tấn một hecta. Với gần 2 hecta dứa, cùng giá bán hiện tại là 8.000 đồng một kg. Sau khi trừ chi phí, gia đình bà Tuyết thu lãi gần 400 triệu đồng. Từ đầu vụ đến giờ là thế, là cũng đều đều mà họ thu mua cũng thấy cũng khá là ổn, giá cả cũng ổn. Thị xã Bỉm Sơn hiện có gần 400 hecta dứa, chủ yếu là giống Win và KN, có chất lượng tốt, năng suất cao, được thị trường ưa chuộng. Giá bán dứa quả năm nay không chỉ cao mà còn rất dễ bán bởi tư thương đã liên kết, làm hợp đồng đặt cọc thu mua từ khi dứa sắp chín. Những năm gần đây, nông dân trên địa bàn thị xã Bỉm Sơn đã trồng dứa theo hướng giải vụ, nên vừa đảm bảo nguồn cung cho thị trường cả năm, vừa tránh được tình trạng dứa chín đồng loạt, dẫn đến việc dồn ứ, khó tiêu thụ hoặc bị thương lái ép giá. Năm nay, với việc giá phân bón giảm, giá bán lại tăng cao hơn mọi năm, nên người nông dân có lợi nhuận cao. Với mức giá dao động từ 7 đến 10.000 đồng một kg tùy loại, bình quân mỗi hecta, trừ chi phí cho thu nhập trên 200 triệu đồng.